ra ở Việt Nam mình nó có rất nhiều người cho mình cái quyền phán xét, Ừ. cho mình cái quyền đi nhận xét, mà đôi khi những cái Ừ. người đấy thì thứ nhất là cái gốc văn hóa Ừ. chưa chắc ông đã cao, Ừ. thứ hai là cái gu thẩm mỹ của ông chưa chắc ông đã có, chứ Ừ. đừng nói đến là nó đẹp nhá, nên là Ừ. chưa chắc đã có. Ừ. Chào mọi người, thì hôm nay mình đang ở nhà của chị Hồng Mỹ, là chủ của trại cá. Thì mình biết chị Mỹ là một kiến trúc sư và đã có một cái thời gian nghỉ cái công việc kiến trúc sư và chuyển sang để kinh doanh. Thì cũng là một người mà rất có năng lực, vừa đi du nghiệp ở nước ngoài này, cộng với cả là có một thời gian để thực hành nghề ở trong một trong những công ty kiến trúc chắc là lớn nhất ở ở Việt Nam chị nhỉ? Không không làm gì Group ấy cũng lớn mà. cũng cũng gọi là không đấy, không không thể gọi là lớn nhất được, Nhưng mà cũng cũng là một trong những công gọi là uy tín ty thôi, khá là uy tín đấy, bởi vì uy là chắc là chỉ có GMP này, GroupM này, tín. gì nữa. Thì rất là hy vọng cái buổi hôm nay thì mình lần này lần quay lại thứ ba. Bởi vì có một sự trục trặc về mặt cái máy ảnh này, mình không nghĩ là nó quay nó được một thời gian nó lại tắt. Chắc nếu mà có điều kiện thì có bạn nào về sau đi quay hỗ trợ thì ới mình. Đấy thì cho em hỏi chị Mỹ một chút về cái con đường hành nghề của chị, và cũng như là cái lý do mà tại sao chị lại chuyển hướng để sang kinh doanh chứ không làm nghề kiến trúc sư nữa là không ạ? À, chào các bạn, mình là Mỹ, đang được khỏi trại cá và cũng giống như Tùng, tức là mình cũng đã có một cái giai đoạn làm kiến trúc. Mình xuất thân là sinh viên kiến trúc trường đại học xây dựng, sau đấy là đi học nước ngoài ở Anh, sau đấy là về có thực hành kiến trúc mấy năm. Thế tuy nhiên là mình thấy cái công việc kiến trúc nó khá là chiếm nhiều thời gian của mình. Nó có những cái ngày tháng là không được về nhà luôn ấy, phải ở lại văn phòng để làm. Và lúc đấy thì cũng là cái thời điểm mình chuẩn bị lập gia đình, và mình cảm thấy rằng cái công việc này nó rất là khó để mình có thể đáp ứng được. Khi mà mình bắt đầu có gia đình, nếu như là mình có kế hoạch có con chẳng hạn thì rất là khó. Thành ra là lúc đấy thì đã nghĩ đến một cái hướng khác. Hướng khác là mình đã chọn làm trại cá, là làm các cái đồ thủ công mỹ nghệ. Thì mình nghĩ rằng có thể là mình sẽ tiếp cận, nhìn nhận mọi thứ ở một góc nhìn khác, một cái tỷ lệ nhỏ hơn, chứ không phải là cái tòa nhà nữa, mà cái bây giờ cái cốc cái bát đi, thì mình có thể là mình sẽ có những cái suy nghĩ nó khác đi. Và lúc đấy thì mình cũng nghĩ rằng là cái sự chuyển dịch đấy nó mang tính tạm thời thôi, nhưng mà đến bây giờ thì mình vẫn cảm thấy rất là happy, rất là vui với trại cá. Thế là Cũng gần được 8 mấy năm rồi năm, chứ. cũng được Gần 6 7 năm rồi đấy nhỉ. 2015 và bây giờ 2016. 2016, 2016, 2015. Đấy, cũng phải được 7 8 năm đấy. Đấy thì cái công việc và những cái phần mà khi mà chị đã được đào tạo ấy thì nó có giúp ích gì trong trong cái con đường mà chị làm chạy cá không? Mình nghĩ là rất là nhiều. Tại vì khi mà mình đã có một cái nền tảng về về kiến trúc, về tỷ lệ, về sắp đặt thì nó có ích hơn cho mình nhiều, vì lúc đấy thì mình có khả năng lựa chọn món đồ này, mình có thể cảm nhận được cái chất liệu, mình có thể cảm nhận được cái tính công năng của nó và tính thẩm mỹ của những món đồ. Và dần dần thì mình cũng tạo ra được một cái lối suy nghĩ, tức là một cái concept, một cái hướng mà mình lựa chọn trong cái đồ gia dụng thì mình sẽ lựa chọn cái gì. Đấy, tại vì là đồ gia dụng thủ công thì nó cũng rất là rộng. Đấy, nhưng mà mình cũng chọn được cái hướng mà mình muốn. Đấy, và cho đến bây giờ thì mình vẫn theo đuổi nó theo cái một cái concept nhất định mà mình đã chọn ngay từ đầu. Đấy. Nhưng mà cái concept đấy thì có bắt nguồn từ cái sở thích cá nhân của chị không, hay là từ cái việc mà tìm hiểu thị trường, hay là từ những cái thử nghiệm? Thực ra thì mình thì nghĩ rằng là đồ sử dụng đồ dùng văn hóa thì nó cũng giống như là kiến trúc, tức là kiến trúc cũng là phục vụ đời sống và đồ dùng cũng phục vụ đời sống, đúng không? Đấy, thì kiến trúc thì nó cũng có rất là nhiều phong cách.
Và các cái phong cách thì nó sẽ thể hiện cái văn hóa và cái lối sống của cái người sử dụng nó. Thì bản thân các cái món đồ cũng như thế, mình cũng muốn rằng là các cái món đồ nó sẽ có đủ thời gian dài cùng với cả người sử dụng để mà có thể nhìn thấy được cái văn hóa sử dụng của họ. Đấy, trong cái lúc mà mình làm chạy cá thì mình rất là ngưỡng mộ những cái văn hóa như là Nhật hay Hàn. Họ đã có những cái lịch sử rất là dài, họ có những cái phong cách, những cái nét rất là đậm, rất là rõ ràng, rất là độc đáo, mà mình chỉ cần, nhiều khi mình chỉ cần nhìn thấy là biết ngay là đấy là Nhật, hoặc là nhìn thấy biết ngay là đấy là Hàn Quốc. Đấy, thì Việt Nam mình thì mình chưa có đủ thời gian, chưa có một cái gọi là khoảng thời gian đủ dài để mà tạo ra được một cái gọi là một cái hành trình, một cái văn hóa nó quá là rõ nét như vậy. Thì mình rất là muốn là thông qua các món đồ dùng bình thường thì dần dần mình sẽ thấy được các cái văn hóa, cái lối sống của người Việt thì nó khác các nước khác như thế nào. Đấy, có nghĩa là mình sẽ đi về các cái làng nghề. Đấy, đúng rồi, các cái làng nghề, các cái truyền thống là một cái gọi là một cái nền tảng rất là tuyệt vời. Đấy, thì tuy nhiên sẽ có nhiều những cái sản phẩm, những cái chất liệu nó sẽ bị mai một đi do thị trường, do cái phong cách sống nó đã thay đổi. Thế nhưng mà nó sẽ thay đổi theo một cái hướng nào thì đấy là một cái rất là thú vị và mình rất là thích quan sát xem là mọi người sẽ tiếp nhận. Trước nghĩ rằng mọi người sẽ không sử dụng món đồ chỉ vì là mình yêu quý truyền thống, hay là mình thích truyền thống, hay là mình thích vì nó là Việt Nam, không phải như vậy, mà bắt buộc nó vẫn phải đáp ứng được một cái công năng, một cái nhất định, và nó phải thực sự là phục vụ cho đời sống thì nó mới có thể tồn tại tiếp. Đấy, mình nghĩ đến là một cái quy luật của cái cuộc sống. Đấy. Khi mà đi về các cái chi tiết nhỏ, ví dụ như là cái bát, cái đĩa, thì nó có khác nhiều về mặt gọi là quy trình làm việc này, hay là những cái mà chị nghiệm ra trong cái quá trình mà nó khác so với cả làm kiến trúc không? Mình thì thấy cái khác biệt lớn nhất của cái việc làm kiến trúc với cả việc mình làm những cái món đồ nhỏ nhỏ này thì đó là một cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm khi mà làm kiến trúc thì nó lớn hơn rất là nhiều, nó rất là nặng nề. Và chính vì thế nên là mình cảm thấy là nó phù hợp hơn so với cho với các bạn nam giới, tại vì là cái trách nhiệm nó rất là lớn. Kiến trúc là tiếp xúc với những cái công trình, với những cái giá trị lớn, và mình làm nhà cho một khách hàng thì mình đang thực hiện ước mơ của họ. Đấy, và cái cuộc sống của họ mình sẽ phải chăm lo, phải hiểu phải rất là nhiều, và đấy là một cái gọi là commitment, tức là một cái gắn kết khá là lớn. Thế và cái thời điểm mà mình quyết định dừng, bởi vì mình cảm thấy rằng mình rất là khó mạch lạc trong cái cảm xúc của mình khi mà mình làm kiến trúc, khi bất kỳ một cái vấn đề gì của khách hàng, của công trình, của công trường đang diễn ra là nó ảnh hưởng rất là nhiều. Đôi mình khi chỉ là hàng xóm thôi nhỉ, đôi khi đúng rồi, là đúng hàng rồi, xóm sang mình rất dễ bị buồn, hay là bị kiểu như là bị băn khoăn vì những cái đấy, nó ảnh hưởng nhiều lắm. Đấy, cho nên là khi mình nghĩ rằng là nếu như là mình tiếp cận mọi thứ đấy với cái tỷ lệ nhỏ hơn, tức là với cái bát, cái đĩa, cái thìa, thì mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ là một cái cam kết nhỏ hơn, trách nhiệm nhỏ hơn, và đối với mình thì nó dễ thở hơn, nó dễ chịu hơn. Đấy, và phụ nữ là cái rất là khó, thực sự rất là khó mạch lạc trong cái cảm xúc giữa công việc và đời sống cá nhân, thì chính vì thế nên là mình nghĩ rằng là kiến trúc nó phù hợp hơn với nam giới ở cái điểm vậy. Đấy, họ có thể lo được cái công việc lớn của khách các thứ, nhưng mà khi mà về nhà thì họ cũng không quá là bị ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình. Thì có một cái mà em thấy khi mà làm cái công việc giống như kiểu của chị ở chải cá với cả cái việc mà làm kiến trúc, thì nó có một cái khác biệt lớn nhất mà em thấy khá hay là mình có thể đóng gói lại được sản phẩm. Có nghĩa là ví dụ như kiểu chị có thể là chị thiết kế ra một cái đĩa, chị đặt một cái đĩa và làm xong, thì nó cần là cái tinh thần của chị, những cái mà chị gọi là chị đưa ra ý tưởng là chị thực hiện nó, xong đến lúc mà chị bán thì nó là sản phẩm là cái đĩa. Nhưng mà khi mà chị em mình là kiến trúc sư thì tôi bán là tôi bán phần, tôi bán cái ý tưởng của tôi. Thì mà ý tưởng đấy thì
trong một cái quá trình cam kết rất là dài ấy, mình phải theo cái ý tưởng đấy, mình phải phản biện lại nó, mình phải gọi là thậm chí mình còn phải bảo vệ nó dưới từ chủ tư này. Chủ tư khi mà đã chốt thì thôi chắc cũng đỡ. Hàng xóm, bạn bè của thầy phong thủy, của thầy phong thủy, kể cả các người thợ, kể cả những người thợ, bởi vì thực ra như em tiếp xúc với cả thợ cũng khá nhiều, thì em thấy rằng thợ mình thì hay bị có một cái vấn đề là các anh ấy thường thường các anh ấy muốn đưa ra những cái giải pháp để mà tiện cho các anh, có nghĩa là chỉ nhanh nhanh chóng chóng, thực ra cái cơ chế giao khoán của mình nó thế, có nghĩa là khoán là gì? Là một ông thợ một buổi ông phải làm có 200 m2 thì cao chẳng hạn, thì có nghĩa là 200 m2 ấy nếu mà không có giám sát ấy là ông ấy sẵn sàng đóng tiền phẳng luôn, xong ông ấy kêu đi về. Thì nó là những cái mà nó khá mệt mỏi, và đôi khi kiểu ví dụ như kiểu đôi khi chỉ là một cái lời nói mà nó có khi vô thưởng vô phạt, có khi mọi người nghĩ là nó không nó không quá là mà chị em mình làm quá lên, nhưng mà thực sự thì đối với một người mà đau đầu với nghề, đau đầu với công trình thì đôi khi nó cũng là những cái lời mà ví dụ như kiểu có một cái lần mà em vẽ một cái sân vườn mới tầm khoảng 2 tuần, thế là xong rồi anh chủ nhà anh hỏi em là ôi em ơi có em đưa cho anh ấy là cổng là 5 cái render, anh ấy hỏi em là ôi em ơi sau 2 tuần em vẽ được 5 cái ảnh này. Em bảo ôi thế em kiểu lúc ấy kiểu em không biết phải trả lời làm sao ấy, mà cái lúc ấy cảm xúc của mình nó cực kỳ gọi là khó chịu. Thì đấy, như có một lần em đã từng nói với chị ấy, có là em rất yêu công trình nhưng mà đôi khi em không yêu chủ tư. và cái việc mà kiến trúc thì em cũng rất là đau đáu cái việc mà mình sẽ gói gọn lại, có nghĩa là đóng gói nó vào và làm cách nào đấy để có nghĩa là khi mà mình đóng gói được nó vào thì gần như là mình bảo vệ được nó. Có nghĩa nhưng mà nó khó lắm. Thực ra ở Việt Nam mình nó có rất nhiều người cho mình cái quyền phán xét, cho mình cái quyền đi nhận xét, mà đôi khi những cái người đấy thì thứ nhất là cái gốc văn hóa chưa chắc ông đã cao, thứ hai là cái gu thẩm mỹ của ông chưa chắc ông đã có, chứ đừng nói đến là nó đẹp nhá, chưa chắc đã có đấy. Xong rồi cái thứ ba là người ta không ở trong cái câu chuyện đấy, người ta không ở trong cả một cái mạch rất là dài của tất cả những cái yếu tố tổng hợp vào với nhau, ví dụ như là đấy hệ thống trần đèn này, xong rồi hệ thống điều hòa không khí này, xong rồi hệ thống gọi là cấp thoát nước này, xong rồi gọi là cái hệ thống cột chịu lực, nhất là với những cái nhà chung cư kiểu kiểu vậy, thì họ không để ý cái đấy, thì họ chỉ biết là cái nhà này là nó có cái lỗi này lỗi kia, nhưng đôi khi họ không hiểu là tôi đã biết cái lỗi đấy nhưng bởi vì là để đảm bảo tất cả những cái yếu tố khác mà tôi đã thống nhất với chủ nhà thì có nghĩa là nó ở đấy. Nhưng mà thế cho nên là thành ra nhiều khi kiểu em bị mang tiếng kiểu bảo thủ ấy, bởi vì là đấy, nhưng mà em nói thật luôn là đối với người giỏi thì em nghe, và người ta phải gọi là kể cả đưa ra góp ý người ta sẽ chỉ nói như này, với cái góc nhìn của tôi nếu mà tôi là tôi sẽ làm kiểu như này, nhưng mà tôi nghĩ rằng không biết là nó có hợp ý không. Còn đây là gì? Thằng này nó có biết làm đâu, thằng này nó chỉ là thằng kiến trúc sư, nó có biết gì về thi công đâu, nó có biết gì về thực tế đâu. Thế xong bắt đầu sẵn sàng là áp đặt, mà thực ra là em còn nữa, có rất nhiều anh em mà bị, mà chị em còn bị nhiều nữa. Thế là những người mà em theo dõi thì em đều thấy. Đấy thì chắc là nghề của chị thì nó khi mà chuyển sang cái trại cá thì nó sẽ cũng vui vẻ hơn đúng không? Nó rõ ràng là nó sẽ mang tính chủ động chủ quan hơn, chủ động hơn, tức là mình gần như là mình được đi trước một bước, đi mình lựa chọn trước và sau đấy thì khách hàng sẽ theo mình, chẳng hạn sẽ có thể là lựa chọn những cái sản phẩm theo mình. Đấy, còn cái sản phẩm của em thì nó một cái sản phẩm là một cái công trình, cái thiết kế thì nó rất là lớn và nó rất là dài, và nó sẽ phải trải qua một cái hành trình nó rất là khủng khiếp đấy, đúng không, hành trình rất là khủng khiếp để đi đến cuối cùng đấy. Tuy nhiên là chị nghĩ là sản phẩm dù nhỏ hay dù lớn thì chắc là nó cũng sẽ giống nhau, chẳng qua là em tưởng là nó sẽ đơn giản chỉ là một cái bát cái đĩa đóng gói như thế thôi, nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là đối với cả một cái món đồ nhỏ thì họ cũng cũng sẽ phải trải qua những cái sự sàng lọc rất là kinh khủng. Đúng không? Em chỉ nói đến yếu tố gọi là khi mà tôi bán ra thì nó là một cái sản phẩm đã được đóng gói riêng thế thôi, có nghĩa là không bị đau đầu đấy, thì mình sẽ là người đi đo
cái phản ứng của khách hàng và chính xác, cái doanh số, đúng rồi. Thì để mình biết là mình có đang làm đúng hay không. Đúng rồi, chính xác. Đấy thì nó còn dễ hơn. Đây là gì là ví dụ như kiểu chị dùng cái bát này thì rất ít hàng xóm, bác là bác chạy cá không? Thì rất ít ông hàng xóm sang bảo ôi cái bát này xấu ấy, cái bát là bao tiền, cái bát này xấu ấy, các kiểu. Mà đa phần ví dụ như kiểu là nó có một cái gì đấy, nhất là với những người có gu nhá, ví dụ như nhà chị mà dùng đồ chạy cá như này thì em thấy nó khá là công sở công. Đấy. Thì gần như kiểu là nó không có một cái gì đấy để những cái người mà ngoài cái câu chuyện đấy có thể tham gia vào được. Nhưng mà ở kiến trúc, nhất là kiến trúc nội thất còn đỡ nhé. Đấy, kiến trúc thì ui rồi ôi, nhiều khi nhưng mà chị nghĩ là nó cũng là một cái đặc trưng của nghề rồi, mình phải chấp nhận. Nhưng mà nó rất công sức, nó rất nó có nghĩa là, khi mà mình đã đặt tâm nó vào này, xong mình đặt cả công sức, đặt tâm huyết, đặt đôi khi là tiền bạc, mà nó có những cái đấy nó kiểu nó bị cảm giác của mình rất là đôi khi nó kiểu nó bị cứ bị nóng tính ấy. Đấy thì em cũng bị thế, mà đôi khi cho nên là dần dần sau một cái quá trình mà làm thì em rút ra một cái kinh nghiệm để mà làm ấy là gì, mình càng cứng mình càng dễ. Có nghĩa là thực ra thà là không làm còn hơn là làm mà xong không đến đâu cả. Thì nó cũng là một cái kinh nghiệm cá nhân của em ở cái góc nhìn đấy. Là ông biết tôi đánh đá, ông biết tôi bảo thủ. Với cả những cái mà tôi đã được học và tôi đã được rèn luyện, ông chịu được thì ông chịu, không chịu được thôi nghỉ. Coi như là nó là một cái kiểu mà tất nhiên thì được cái này mất cái kia thôi, em thì không thể phổ lớn được. Còn ví dụ như chạy cá thì hay là những cái người mà làm thủ công ấy, thì kể cả là định hướng sang nước ngoài xuất khẩu hay là làm lớn thì đôi khi thì khi mà chị làm nhỏ thì nó còn cũng vẫn đơn giản. Nhưng mà khi mà làm lớn lên thì chính cái công việc của chị đôi khi em thấy áp lực hơn cả việc của em. Bởi vì là nó là mình thử trên một mẫu. Nhưng đến lúc mà mình thử trên 1.000 mẫu, trên 10.000 mẫu thì có đảm bảo việc là thứ nhất là doanh số này, thứ hai là nó có đấy. Thì nó rất là nhiều, đôi khi là hàng tồn kho người các kiểu thì nó là cái lĩnh vực mà em hoàn toàn em bảo không, em không biết. Đúng, nếu mà có thể nói em giải thích nó đơn giản hơn một chút thì đó là cái việc là cái công việc của em đặt rất là nhiều cái cảm xúc. Đấy, ví dụ em thử nghĩ xem là cũng là một cái người kiến trúc sư, họ làm cho xong chẳng hạn, đúng không, họ cũng không đặt nhiều cái tâm huyết của em vào, đúng không, họ cũng họ sẽ là làm theo những cái mô típ, những cái ai cũng làm như thế, hoặc là những cái công thức ngày ra, và họ gần như là chị nghĩ là có những cái thiết kế nó mang tính gần như là hơi hơi hàng loạt chẳng hạn. Đấy thì họ cũng không đặt nhiều tâm tư vào, thì kể cả họ có bị nói là như nào đấy thì họ cũng nhưng mà nhiều đúng không. Đấy thì bản thân em là một cái người rất là cảm xúc của em vào cái công trình rất là lớn và rất là mạnh, cho nên là rất là dễ phản ứng với cả các cái ý kiến trái chiều như vậy. Đấy đúng không? Thực ra thì đấy có một cái câu mà lại nhắc lại là vẽ gì thì cũng là tự họa của bác Trịnh Lữ. Thì cá nhân em thì có nghĩa là nó có một câu nữa mà em cũng không biết là đúng hay sai, mà em cũng không biết là em nên theo hay không. Có nghĩa là cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công. Nhưng mà thành công là thành công trên phương diện gì? Cái thứ nhất, cái thứ hai ấy, nếu mà em không có cảm xúc thì em không thể là một kiến trúc sư và một người làm nội thất mà nó có thể đem lại cái cảm xúc cho khách hàng được. Đúng rồi. Nếu em không yêu công trình của em thì không thể ai có thể yêu được công trình của em. Đúng được. Rồi, chính xác. Thì em nghĩ là như thế thôi. Cho nên là thôi em thì cũng trẻ nhưng mà cứ loay hoay thôi. Nếu lúc nào mà ngộ ra thì chắc nó mới khoảng 50, 60. Nghề chị em mình thì dài mà. Đấy. Thì còn cái có một câu hỏi em muốn hỏi là về cái nhà của chị. Thì vừa nãy em có đi tham quan một vòng, cũng có quay lại các thứ, thì em thấy thứ nhất là cái tinh thần của trại cá nó cũng hơi hơi tương đồng, không biết là nó có phải là có người thì sẽ bảo là một màu, nhưng mà em thấy là nó có một cái sự tương đồng, thì đôi khi nó giống như kiểu là cái tinh thần của mình ấy, cái tâm hồn của mình nó gần với những cái đấy là một, và nó khá là dễ chịu, có nghĩa là cái nhà nó rất là dễ chịu. Cái thứ nhất, cái thứ hai là với cái hình khối của ngôi nhà thì em rất là ấn tượng với cả cái khoảng sân tròn ở giữa, thì không biết là chị hay là anh là người vẽ. Một điều cũng khá là thú vị đó là
cho dù nhà mình là cả hai vợ chồng rồi kiến trúc sư, bố mình là kiến trúc sư, nhà nhiều kiến trúc sư, thế nhưng mà những cái nét vẽ đầu tiên của ngôi nhà thì lại không phải do hai vợ chồng vẽ, mà là do một kiến trúc sư khác, một người bạn là bạn Hiếu, một người bạn rất là thân thiết của gia đình vẽ. Đấy, thì cái lý do đó là cái việc mà mình mong muốn có một cái ngôi nhà riêng thì nó đã từ rất là lâu rồi, có phải hàng chục năm rồi, luôn luôn mơ ước có một cái ngôi nhà riêng để mà mình làm những thứ mình thích. Thì thành ra là nghĩ rằng là khi mà mình đã nghĩ quá nhiều về nó ấy, thì cái suy nghĩ của mình, cái tư duy của mình nó bị đi theo một cái lối mòn. Mình bị tù, mình bị quẩn quanh ở trong cái đấy, và mình cảm thấy mình sẽ không thể thoát được, mình sẽ không thể vẽ ra được một cái mà mình cảm thấy ôi thích quá, hay là cảm xúc nó bị bình bình như đúng rồi. Nó mình biết là mình muốn gì nhá, mình biết là mình muốn sẽ nó sẽ có cái sân, nó sẽ có cái góc này, mình biết là các chi tiết mình muốn gì, thế nhưng mà để mà một cái tổng thể mà nó hài hòa với nhau và nó lên được thì mình lại không làm được, và mình nhận ra được cái hạn chế đấy rất là rõ ràng. Chính vì thế nên là mình nghĩ rằng nếu như mà có một cái người kiến trúc sư khác thân thiết và hiểu được cái tính cách, cái tinh thần của mình mà họ vẽ thì nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều, và nó sẽ có một cái tính chất phản biện ở trong đấy, và nó sẽ tạo ra được cái xúc tác đấy, nó sẽ tạo ra được một cái gì đấy nó hay hơn, nó sẽ vượt ra những cái mà mình luôn luôn nghĩ đến. Đấy, thì rất là may mắn thì mình đã thành công, mặc dù là cái giai đoạn đầu khá là loay hoay đấy, không chưa hiểu ý nhau rồi các thứ đấy, nhưng mà cũng đôi khi có phải thất vọng đúng không? Đôi khi có thất vọng và thậm chí còn nghĩ rằng là không biết là liệu có vẽ ra được không ấy, có như thế cơ. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì đã bạn Hiếu, bạn ấy đã vẽ ra được cái hình khối mà mình thích. Đấy, và mình cảm thấy rất là ưng, và đúng là nó sáng tạo, và nếu mà mình tự nghĩ là mình sẽ không tự nghĩ ra đâu. Đấy, thế là sau đấy thì hai vợ chồng tự triển khai tiếp. Đấy, và đi đến chi tiết cuối cùng như ngày Tùng thấy ngày hôm nay. Vâng. Mình rất là ưng ý. Cũng hay, bởi vì tôi phải cho em hỏi một câu hơi tế nhị là phí thiết kế thì vẫn bình thường đúng không? Vẫn bình thường. À, đấy, mình đấy, là một cái nhá. Người rất đấy là nhá, các bạn nhá, kiến trúc sư đi nhờ kiến trúc sư vẽ nhà thì vẫn phải trả phí thiết kế rất bình thường đấy nhá. Rất bình thường, đầy đủ. Mình rất là mạch lạc và rất là rõ ràng trong vấn đề tài chính, và rất là rõ ràng. Và hồi xưa ấy, khi mà mình làm chạy cá, làm cái cửa hàng chạy cá ở chỗ Trần Đại Nghĩa ấy, hồi đấy mình cũng đã có suy nghĩ như thế, mình đã có tư duy như thế, là cuối cùng là mình cũng không muốn là mình tự vẽ, và mình muốn nhờ kiến trúc sư khác để vẽ, để mình nghĩ rằng là có một người khác vẽ thì nó sẽ hay hơn, nó sẽ tươi mới hơn. Nhưng hồi đấy thì mình không sử dụng được cái thiết kế của bạn đó. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn thanh toán phí thiết kế mặc dù mình không sử dụng. Đấy, sau đấy thì mình tự vẽ cái chạy cá thì mình tự làm thôi. Nhưng mà mình rất là rõ ràng vì mọi người đã bỏ công bỏ sức ra với mình thì mọi người xứng đáng. Đấy, dù ít nhất là phải là ở mức cơ bản đấy. Đấy. Chứ không thể nào ít hơn mức cơ bản được. Chủ yếu em muốn nói với cả các bạn xem thôi. Nhưng em cũng đoán, bởi vì kể cả ví dụ như em nhá, có rất nhiều người hỏi em làm logo với các thứ. Thế là em bảo luôn, em nói thật với anh nhá. Ngày xưa em có học đồ họa, em có biết là phải vẽ logo như này. Nhưng mà cái logo của em thì là em thuê em thuê ông anh em. Đấy, thuê trả tiền các thứ đàng hoàng, theo gói luôn. Nói là kiểu mỗi người nó sẽ chỉ mạnh một cái phần riêng biệt thôi. Thì ví dụ như kiểu với cái công việc vẽ cái nhà chị thì em nghĩ rằng nó giống như kiểu là khi mà mình đặt quá nhiều tâm huyết vào một cái gì đấy. Mà chị em mình hay là những cái người mà làm về thẩm mỹ và cái đẹp ấy, thì cái trí tưởng tượng là nó đi trước mình rồi. Có nghĩa là ví dụ như kiểu khi mà chị nghĩ về cái nhà, chị nghĩ rằng là cái cổng nó sẽ như nào này, cái khối nó sẽ ra sao này, bởi vì là mình xem quá nhiều và đôi khi mình nghĩ thì mình sẽ tưởng tượng nó lên. Thế đến cái lúc mà mình làm ấy, thì đến cái lúc thực sự bắt tay vào làm thì mình lại bị, có nghĩa là bị gì nhỉ, không bất ngờ nữa, nó mất cái tính bất ngờ đi. Đúng rồi nó mất cái tính bất ngờ, nó mất cái tính gọi là cảm xúc của một cái người mà gọi là háo hức cái nhà mình. Thì em nghĩ thế, có nghĩa là chính xác. Và mình đã bị gọi là khi mà mình đã đến một cái ngưỡng
ai cũng có ngưỡng thôi. Ví dụ như em thì em cổng hòa tất cả mọi thứ, thì em cũng có rất nhiều ngưỡng của em. Có nghĩa ví dụ em không thể làm được những cái câu chuyện nó quá sâu sắc như kiểu Chạy Cá hay là những cái cảm xúc gì đấy. Tất nhiên em vẫn có cảm xúc, nhưng mà nó cảm xúc nó chỉ đến một cái ngưỡng. Em cố gắng trau dồi nó đến một cái ngưỡng thôi. Nhưng đến ví dụ như em cứ có một cái câu chuyện là từ 0 đến 5 rất là khó, nhưng từ 5 đến 8 dễ. Nhưng mà từ 8 đến 10 là lại thành một cái mức khó mà nó ví dụ như kiểu đồ nội thất ấy, hay là mấy cái đồ nhỏ nhỏ như này này. Thì ví dụ em cứ cho món đồ này 7 đi, về sau chị sẽ ngang lên 8, thì giá nó chỉ tăng lên khoảng 10% thôi chẳng hạn thế. Nhưng mà từ 8 để mà lên 10 đến cầm nghệ nhân như kiểu Nhật ấy, thì có khi giá nó phải gấp 10. Thì đấy là những cái câu chuyện mà nói chung em cũng nghĩ cũng rất là bình thường thôi, nhưng mà có thể không nhiều người quen. Không nhiều người quen cái đấy. Thì hy vọng là thông qua những cái buổi nói chuyện như này thì mọi người sẽ hiểu hơn. Đấy, thì đấy là cái ấp ủ của em thôi. Có nghĩa là tất cả những cái câu chuyện hay là những cái cách làm việc hay là những cái kể cả cái tư duy, thì mọi người đều có thể là mỗi góc nhìn, mỗi người có một góc nhìn mà. Thì đấy, kết lại câu chuyện thì là kiến trúc sư, nhà có hai kiến trúc sư đều là những người thực sự là làm có nghề nha, chứ không phải kiểu kiến trúc sư theo kiểu gọi là kiểu gì đấy thôi nhá. Nhưng mà vẫn thuê thiết kế và vẫn có phí thiết kế bình thường đàng hoàng. Đấy, thì rất là cảm ơn chị hôm nay đã dành thời gian với em và có những cái cuộc gọi là nói chuyện nó đầu năm như này. Thì hy vọng là thời gian tới thì Trại Cá sẽ có nhiều các cái sản phẩm nó đa dạng hơn một tí. Bởi vì như em cũng rất thích dùng đồ Trại Cá, nhưng mà bởi vì công trình của em nó toàn kiểu glam, kiểu dạng kiểu hơi kiểu baccarat với cả các thứ ấy. Thì đôi khi nó hơi khó để đưa vào, nhưng mà nếu mà có điều kiện thì chắc chắn là Trại Cá. Còn hy vọng là thời gian tới thì có Trại Cá sẽ mở rộng thêm này, và bà chủ thì cũng gọi là cấn tay cấn lộc và có nhiều những cái chia sẻ hơn, kể cả về mặt đồ thủ công mỹ nghệ hay là những cái câu chuyện về nghề hay là những cái. Thực ra nó giống như là khi mà em đến một cái ngưỡng nào đấy của cái thiết kế. Như hiện tại bây giờ thì em cũng chỉ rất là nhỏ thôi, nhưng mà em cũng đang nghĩ đến những cái thứ truyền thống. Có nghĩa là cái truyền thống nó là một cái mà nó giống như là khi mà mọi người kiểu đọc câu chuyện của người khác ấy. Như em bây giờ em đang bị có một cái vấn đề là khi mà thiết kế thì đôi khi em gặp những cái khách hàng mà họ như kiểu họ đọc câu chuyện của người khác. Xong họ muốn khoác cái câu chuyện, khoác cái áo đấy vào cái nhà của họ. Có nghĩa là bản thân họ không như thế, nhưng mà họ muốn khoác cái áo đấy. Thì hay là ví dụ như là họ không có một cái, khi mà nhìn vào hay là có một cái tinh thần của một cái người Việt Nam. Mà có một số cái em muốn đưa vào, ví dụ như sơn mài hay là khảm trai sơn mài, những cái mà ngày xưa dùng rất nhiều. Nhưng mà bây giờ bởi vì cuộc sống này, xong rồi bởi vì cái phong cách này, xong rồi bởi vì đôi khi nó hơi bị over quá. Giống như khi mà mọi người dùng khảm trai thì mọi người dùng kiểu tràn lan ấy, nó không có một cái kính gọi là kính như cái người nghệ nhân thì rất là tốt, nhưng mà cái người mà kiểm soát tổng thể thì nó hơi khó. Ví dụ như đôi khi thì em tưởng tượng em sẽ dùng một cái bình phong có một tí khảm trai ở các góc, nó gọi là rất là nhẹ kinh tế. Thì nhưng mà chắc là nếu mà thời gian tới mà có nghiên cứu cái đấy thì phải nhờ chị, bởi vì là em chỉ đơn thuần là người thiết kế thôi. Okay. Ok, mình rất sẵn sàng. Cảm ơn Tùng rất là nhiều hôm nay đã đến thăm chơi nhà. Ngày đầu xuân năm mới chúc Tùng là luôn luôn cháy với đam mê. Cháy quá thành than ấy. Và Tùng cũng là một trong số rất là ít những cái kiến trúc sư mà mình cảm nhận được cái sự yêu nghề thực sự và cái nhiệt huyết thực sự với nghề. Và mình khi mà mình đứng ở ngoài cuộc và mình đang ở trong trạng thái gọi là bỏ nghề đi, thì thực sự mình rất là khâm phục với cái con đường mà Tùng đang làm. Và mình biết rằng bạn nỗ lực rất là nhiều đấy, và chúc Tùng lại sẽ luôn luôn sẽ có nhiều hơn nữa những cái công trình đẹp
và chia sẻ nhiều hơn nữa. Em thì nói thật là ngao ngay thì em chỉ muốn là ít công trình nhưng mà nhiều tiền hơn. Được, được nhỉ. Vâng. Okay. Em cảm ơn chị. Cảm ơn Tùng. Dạ, dạ.